Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi live của mình ngày hôm nay nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm Family nha mọi người. Mình sẽ trực tiếp game Family nha các bạn. Ok. Đi đây. Đang đi đâu? Đi bọn á. Ok mọi người, mình bắt đầu nào mọi người ơi. Rồi, mình đăng nhập cho mọi người. Mọi người đợi mình một xí nhá. Đọc ấy đi, xong rồi. Xong anh em mình rồi chưa. Ờ, phải đi nhậu, cái gì vô mà bắt ấy đi chứ. Xong anh em quay trở lại với buổi live của mình hôm nay nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm Family nha mọi người. Mọi người xong luôn. Bên nữa lại tắt điều hòa bây. Chán bây ghê bây. Ok mọi người. 9 giờ rưỡi mình vào đây mình chơi táo lại một lần nữa cho mọi người.
Bình thường. Ok mọi người, mình mua 10 khoai tây nha mọi người. Mua 10 khoai tây các bạn ơi. Sau 8 on này mọi người. Không biết à, cô biết chủng mới lên 2 ngày khỏi mà cô. Thì ý đang trồng sớm mà chi rồi cha. Chán kinh. Mày lên lấy cho tụi tao à? Mình qua được mình giao hạt giống cho mọi người. Lồn kia ác chứ, đồ mà mình mượn được qua được ngày mà đồ mà hắn nó lại tắt điều hòa mẹ mất. Khốn nạn. Đấy là mới mượn quạt được hôm mà tắt điều hòa lấy quạt về rồi. Ồ hôm nay mà bài đặt nghe tin Covid bài đặt tắt điều hòa nữa. Ồ mà ăn ở với nhau mẹ làm với nhau trong vòng kín cả tháng trời rồi bây giờ bị bắt đầu. Ok mọi người mình cuốc 20 ô đất cho mọi người. Chết hết rồi. Ồ mà hắn làm như kiểu là okay, mình giao hành trước nha mọi người. Tối nay mấy thằng ở bên kia là lấy chăn lấy nệm sang bên kia mà nằm luôn nghe. Hai phòng cách ly. Tao thấy ông Sơn này lâu lâu cũng lạng bên kia nữa này. Sơn cũng trùm đó. Qua ăn cơm mấy bữa nay có qua đâu nữa. Mà ông lâu lâu cứ lạng. Không phải nói nhiều. Rồi cái ra ông nội. Giam ba con Covid chứ có gì đâu mà. Lồn mà chưa xét nghiệm chi hết mà trùng mới trùng đồ mới lừa con nít à. Mới lừa bố mẹ à. Ồ mới dùng cái test mà đặt em biết chủng mới đồ rồi.
Ok mọi người, 9:40 là mình vào tới lại táo nhá các bạn. Mình 9:40. Anh học ý kiến không kìa, anh học kìa. Vai nhái. Kịch. Ok mọi người, mình trồng trồng ba gạo này. À. Ngoài trời như cái macaron nó thấy ánh nắng nó sợ mọi người ơi. Ê, mi kéo cái đoạn đi ra là mai nắng chết tao luôn nè. Cuối góc nó đâu mà đi mà. Cứ tao không nhắc là để nữa là mai nắng mình chết. Ok mọi người, mình mua mới đến 10 người. Ok mọi người, thân lấy tiền lấy thôi chứ có gì cha. Mình mượn vẫn mà. Mình mượn bên phòng bên kia về mà. Ai. Ơi. Tao thấy cái mấy con Covid nó bay bay sang đây rồi đây. Lòng điên mẹ rồi. Ngáo ngáo ngơ ngơ mà. Một giờ là địt mẹ cho mình ngủ, địt mẹ ngủ đéo có giấc giờ, giấc chết ngủ thức thức với ngủ như
thức đêm mấy ngày liên tục tình trạng ngáo ngứ. Ôi khỏi trình bày. Giờ chỉ có test PCR thôi chứ. Ok mọi người, mình hạt này mình làm được 3 vé rồi nha mọi người. Qua tiếp theo các bạn ơi. Mình 20 đá 10 nấm nha các bạn. Đây nóng cực. Còn bé luôn nên hôm nay xéo gớm chứ. Ủa răng tắt ba lá đi cô.
Có hôm đâu, điện thoại này có hôm đâu ông nội. Chắc đè nằm rồi đè lên cái gì. Vô nhà vệ sinh bị rớt hay là đang đứt? Ok mọi người, mình hái 15. Ok nha mọi người, này hai vé này, hai kháng bài. Mình qua tiếp theo nào mọi người. À con mắt. Ok mọi người. Em vừa bèo hành nha mọi người ơi. Cho mình với. Ôi mày. Ok, đó. Bỏ đó. Đi mua nước đi. Hành các bạn. Let's go, let's go. Nước ngàn mua đá như tao góp tiền đá ra này. Vậy quất lặng tốt la nhưng mà kéo xét kéo đủ tốt gì vậy đấy sợ. Thank you.
qua lên qua lên tốt. Qua tốt, qua lên cơ quan cái tốt. Vãi là kéo nào cũng lai đấy, từ từ. Xí nha, mình qua rừng cho mọi người. Mình cho mọi người, để lấy cho, mới lai rồi. Đi là đi mua nước tao lấy. Hả? Ăn gạc rồi mà. Ê hôm qua anh giúp có 4 hạt mì, tao làm vì tao ăn có 4 hạt rồi. Góp biển của đá này. Dính. Đừng uống nước, nước. Từ 3.000 đủ mà có 3.000 thôi. 2.000 trước kìa. À cất á. Có lấy tiền nữa không này? Ok mọi người, mình qua rừng nha các bạn. Mình qua lấy cái quạt nào mọi người ơi. Mình qua lấy cái quạt đi các bạn. Tinh vàng. Ơ thôi đổi đi, đổi ra cái nước gì thằng nào cũng uống được á. Đổ qua 5 bộ ăn đi. Chưa. Đấy, chưa tinh vàng nó tốt rồi. 5 bộ ăn không hợp lắm. Này, 10.000 này. Nước đưa tiền chưa? Này, nghe mình nói bố. Chưa tinh vàng. Vui rồi tao. Ok mình qua rừng nha các bạn. Ôi sống. Để mình tắt cái việt cây đã các bạn ơi. Cái tool mà bật việt cây là nó bị lỗi mọi người ạ. Ok mình chạy qua rừng này. Mình cũng chạy qua bên bên kia. Nó mua 14 giờ ấy, nhờn. Mình 8 cà rốt nha mọi người. Cái con mắt của mình mọi người ơi. Với 4 ra rồi chứ chuẩn bị gì nữa ông nội. Đất đủ 40 lần nha mọi người.
anh lấy 15 đá ấy, mọi người, bợ 15 đá nào. Lip and cooler. Ai à. Thôi rứa thì điện thoại hư thì lúc tối Đức bảo anh bao mời anh em tụi mình đó, nhưng mà bây giờ điện thoại hết rồi, thôi đặt đi. Nghĩ là Phan Đức đi kinh, nó đi vòng Đà Nẵng mà hả. Ok mọi người, mình chặt gỗ 40 lần mọi người, để mình cắn trứng lại nhé mọi người, cắn thêm trứng. Đau con mắt ghê mọi người. Ok, chặt 40 cây này. Quỳnh Đức ơi, Quỳnh Đức, cho tao giọt nước, một giọt nước rửa mắt, nước nhỏ mắt nè. Được chứ, đang không được, ăn chọc mới mà. Vâng. Ok mọi người. Ok mọi người. Các bạn, mình vừa rơi con 13 Pro Max. Đến vòng 8 rơi xuống giờ nó không có tổng trạng là mình rồi. Hỏi hắn là chưa like anh cho được không? Đủ mà vẫn nóng. Đồ uống rồi. Đấy. Đó, uống rồi. Không uống à? Xí xí mà đừng làm nửa chai nghe. Vãi lồ. Xí xí mà làm nửa chai là thôi đó. Mua đá cho tốt. Không đi. Tao bỏ đâu mấy đâu mà. Ba vé mọi người. Ok mọi người ơi, mình ơi. Qua tiếp theo rồi mọi người. Đi sửa thành hình tròn quá. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Em vẫn đang muốn cố xem mùi hôn nhau. Hãy
lòng nó nữa anh. Ồ tao vừa bắt dậy ông cứ đá nghèo. Ông cảm ra mình mở mắt ra gặp ông ấy đủ sướng nghe. Thằng Đức tôm, thằng Đức đi, thằng Đức này chung thằng Đức kia nữa. Rồi tối là ông ấy nhưng mà không được, ông lén lén đi rồi mà gác xe mà sẽ tiền. Răng. Đó, rón rén nó không em, nó kia rón rén nó không được đó. Nó chạy xuống bếp dứt lon không? Chạy xuống bếp mở tủ dứt lon liền. Rồi trời quạt đi nó quay được nó khỏe này đúng không? Thằng nào cũng được mát đi. Rồi cho tao giọt nước vào mắt. Nước. Ok, tao ai biết. Còn khá mọi người ơi, con mắt của mình nó bị dí dập. Ồ mày test cái đó đéo chính xác đâu nghe mấy cô. Chia phần trăm liền. Anh nào kêu với tao là lùa được con gà thì tối đi nhậu rồi. Tiếp theo các bạn ơi, sáng giờ mới được có mấy ạc mọi người. Ừ.
Nó chuyển cho bọn nó, nó chuyển cho bọn nó. 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 Nó ch
Bao nhiêu giờ? Đức ơi, Đức, Đức cả thì nhậu uống tối rồi Đức. Banh đâu? Đức đi banh luôn đi. Banh à? Đi kiểu banh à? Hả? Ờ. Tốt banh cho 150 luôn, mai đưa tiền mặt lại cho tốt. Tốt. Tao có tiền mặt sẵn trong đi rồi nè, biết có tiền tối không? Cái gì? Cái gì nói chuyện cho ra cái đường kia? Bốn trăm rồi. Mình bây giờ mình cốt 40 đá mọi người, 60 đá. Cái gì đó, cái gì đó. Quốc chơi đủ 80 đá mọi người. Ayo, em ơi. Ôi trời ơi, bay đặt rồi em xích đi em ơi. Né né, hồ thoải mái nhịp mắt đi chị. Ok mọi người. Ừ, cái gì Huế Khang ông nội. Ok mọi người. Okay. Bây giờ làm sao? Làm mua nữa.
ok mọi người. Đấy là ok ba vé rồi mọi người ơi. Đi đâu quá. Cái gì nhờ quá cái hết bài. Ồ mà lấy vợ xong rồi về cãi nhau với vợ lên này hành anh em mình. Làm vợ chồng chả có lúc nào cãi nhau, cha yêu nhau là bữa trước tao thấy còn hai đứa thấy nhau nữa mà đối nhau. Đứa ông kỹ với tao mà có cha. Đập mẹ luôn à. Từ đàn ông mới bỏ cho bạn là tao đưa cho mi luôn đó. Tao đưa cho mày 10.000 còn bon nữa cho mày 3.000 nữa mà. Oh.
Quay về đây anh cầm tay, anh khóc trên đôi vai này. Ok mọi người. Ba bốn ôn nhau nha mọi người, xem năm cà rốt ba bốn, xem năm cà rốt này. Ok mọi người. Ok mọi người, tới nào. Ồ mà lo làm việc đi, còn bày đặt đi lạng khác, còn về còn chạy tóc chạy đầu nữa ông nội. Đến từ quê. Ok mọi người. Mình gieo 28 các bạn. Ê cái vườn đi bây. Cái vườn trồng táo nhiều cân á. Trồng táo nhiều. Quay về đây anh cầm tay, anh khóc trên đôi vai. Mà khi mới khỉ ấn nữa mày, tội anh chứ. Ok mọi người, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok mọi người. Qua rừng mình đập 40 đá mọi người. Quay về đây anh cầm tay, anh khóc trên đôi vai này. Ok bạn. Đang của tao nhanh hết rồi bạn. Lùng mẹ. Ờ đi đi đi, tao có vẻ mới đi rồi. Ai 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 ai. Rót luôn, rót tan đá đó. Cái gì? Cấp 2 mấy á? Cấp 26 à? Hay là 28? Ai biết? Bán mà.
điện thoại thì hứa rồi lòng già mới mua cho bài nữa. Ok mọi người, mình đọc được cái đáng. Ok mọi người. Mình qua tiếp theo mọi người. Quay về đây anh cầm tay, anh khóc trên đôi. Thôi cái vấn đề của em anh em à. Ồ đi với anh Đào kiểu hai chân trong đất nữa. Đi với anh Đào hoặc hai ngay là đi mấy vi nhỏ rồi nha mẹ. Thank you.
Thì đó, thì ở quê tao rồi đó, mà cứ tâm đi mà thấy thằng có làng ở nhà là bắt đi hết. Ờ, thì tao tâm đi nó cũng chả mới quê nữa, thiệt. Ồ. Mình đi nhà ngày xưa lần đi làm rồi. Mình về gặp ông trưởng nhóm làm bên kia, mình toàn nháy mắt mình đi nghe cho mới thoát 2 năm nữa đó nghe. Đây giờ nhanh làm đó nghe. Làm được sếp mới được chính là sếp rồi. Hôm qua là tôi đang đập đá rồi mà cho mấy ông rủ tôi đi nhậu ấy chứ. Cho lịch rủ tôi đi nhậu đúng tốt. Chỉ nhát mà. Ok, em được đóng lại hả mấy ạ? Yeah. À. Ghê ông nội. Đức ơi Đức, mai ta bán nhầu bán anh mới ấy. Ok nha mọi người. Khoai tây mọi người. Ok mọi người, chúng qua tiếp theo mọi người. Thank you.
Ok mọi người đợi mình xí nào để mình ra lấy đồ mình châm. Tốt nói ra không? Để đi anh, để đi anh em mình cứ về đi tối. Quay lại rồi đây mọi người ơi. Ôi nắng quá. Đưa đồ vào. Đưa đồ vào. Đưa đồ vào. Đưa đồ vào. Cái là hút chung bếp gây dịch, bị dịch cái là mà tái mặt luôn chứ. Về này mình 2 ngày liên tục. Ok mọi người, mình là quốc đái nha mọi người. À, 55 đái các bạn. Ồ, nhà quốc sướng chứ, thì ở khách sạn, ở được 2-3 ngày công ty hết ngân sách rồi, quay. Về mà là. Ok mọi người. Ok mọi người. Làm đó mà không đỡ được.
55 đá mọi người. Cái gì? Không. Đi nhưng mà có ai đập đâu anh. Tiền còn nguyên mà đá không đập mà. Tiền toàn cái công sức nó đập tôi chứ tiền nói làm gì anh. Tiền 6.000 như 4.000 thôi chứ. Ok mọi người. À. Ờ, cái đập data đi đấy tao, tao đập lại cho. Ok mọi người. Mới về thêm lô, đập đi. Đó. Đó, có kêu lồng đập bao nhiêu, con đập bao nhiêu là tiếng mẹ luôn à. Đã kêu rồi mà. Anh đập vô sưng ngón tay út luôn mà. Thật chưa? Wow, mà tim mình tự nhiên nó đập nhảy loạn lên. Rồi. Chắc luôn toát. Cái ngày tao đập cho mấy 20 ạc thì răng mới không nói mà cứ kể ngày tao đập. Có ngày mà tao đập 5 ạc không? Không hề có. Không có. Không có, ngày ít nhất 7 ạc. Ngày ít nhất 7 ạc. 7 ạc. Mấy ông nói điêu tôi vừa thôi chứ, một vừa hai phải thôi. Chứ đáng đúng không? À, khốn chứ. Mình đến lúc đập đá là một tay bấm điện thoại, một tay là gõ cách nữa. Ờ thì đó, có đập đá đâu, cách cho vui mà. Chị Đức, đủ anh em chỉ ra làm gì là sinh mẹ tình cảm anh em. Chào. Ok, ba vé mọi người. Mình quay lại cái hàng táo lúc nãy, lúc sáng mình làm cho mọi người. Sáng có cái hạc mình táo nhé các bạn. Thằng Sơn nữa là thằng Quynh, thằng Phan đứa con bả đi lúc mô không biết. Ok mọi người. Ok mọi người. Đâu. Thank you.
nghe một người và tình hình nó theo người. Người muốn táo mà thôi. Ok mọi người. Ok mọi người.
Ơi. Cái mắt của mình vẫn dậm mọi người ơi. Sâu nè. Ok mọi người. 40 đái các bạn. Ê, sáng đi không thấy ai kêu à? Hạc này 3 vé hay là 2 vé nhờ? Ông chắc mấy ông làm ông tôi 2 vé. Cái gì đây với cái gì kia nữa ông nội? Ok mọi người. 40 đái mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. 3 vé các bạn ơi. Clip 3 vé. Đúng rồi, biết vì sao không? Là bây giờ mới đâu có kỳ giữa mới điện lồn đây là thằng hồn như rồi đó. Ok mọi người, mình qua tiếp theo. Ok mọi người. Theo 5 rai mọi người. Theo 5 bộ tô mọi người. Theo 5 lúa luôn nha mọi người. Ui gì, khỏe xế. Cái gì cũng có xứ. Bài 10 vô tô tô với mọi người. Đứa nốt đùa lại. Gửi nó ra gà luôn á. Nhìn trong phòng nó đen nhánh luôn á. Nó làm điều hòa mà nhìn nó đen. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình tới lúa 10 lần nha mọi người.
ghê các bạn ơi. Mình qua rừng mình cuốc 40 đái mọi người. Đúng rồi, làm ạc cho anh Đức mà. Mọi người thật sự ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ba vẻ mọi người. Ồ, hôm qua cười. Hôm qua là Chí Hoàng ơi, câu anh em tắt like hết mà, xóa like hết mà. Nói hỏi anh Đạo. Ok mọi người. Sao nó mở đi không? Ok mọi người. Tao phải luôn.
Có rừng, có rừng. Ok mọi người. Ok mọi người ơi. Còn sáng mai thằng Đức cứ quần em Khang nó dậy không chịu dậy mà bắt em dậy trước. Ồ mà ô mình hít thân vuốt rồi. Ồ về mày, buổi tối về mình kêu đủ mà có cái mũi khoan đâm sau lưng rồi. Kinh. Ok mọi người. Mình dự cất đồ hoàng 5V có dự táo không? Anh kêu thằng sờ các ngủ nhất chạy tới ngôi là mà sờ. Ô mà thằng đi làng á, em biết mình đi nhậu về mình thích ứa năm cái chỗ rồi mới la. Anh kêu thằng đi cũng kiểu ánh mắt nhìn đâu về chơi đời nữa. Ok mọi người. Ok mọi người. Yeah. Khoan ok mô cha. Cái lúc mà mày đi có con bé kia ngồi đó mình kêu đục căng với tốt kìa. Căng. Xong mình kêu tốt tí nó vô li li giờ mà. Ồ thằng Phan Đức nó đưa tụi em đi một vòng cầm lệ mà. Ok mọi người.
Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người, mình đừng ba vé mọi người ơi. Tốt ghen tị thì tối qua với anh. Không phải nói nhiều. Má ngồi đều đường á, ủng căng. Lại biết tổ mô mô. Hôm qua là thằng tốt là được mà thằng Đức anh nhỉ. À mà đến cái chỗ đấy là có được. Vì có vì thành Đức ạ. Nào với Đức đi đá anh thấy. Đình gian thiên lý bên khóm mai. Ngày xuân tháng hẹn cùng em ân nồng. À, em ơi, xa cách mặt lòng gốc phù tươi vời lúa nào mọi người ơi. Còn bao nhiêu ạ? Đợt 3 nữa con. Còn bao nhiêu đợt 3 nữa? Hả? Đưa thôi để tao đập cho. Mày đập xong rồi đó. Còn mình phần đi là xong rồi đó. Ok mọi người. Anh luôn trông mong xa.
sẽ có một ngày anh về thăm quê. Cây và mọi buồn đau con chim oanh oanh hót câu tình tư. Xem nào mọi người, mình xem mình còn lại. Tưởng thế nào trên đây cũng thấy rồi. Ok qua. Ôi bố non eo nữa mọi người. Mọi người mình qua rừng làm nhiệm vụ cho mọi người. Nam ạ. Cái gì để lộc làm cho hết. Anh em nhận tiền kia cho anh em. Mấy thằng đập đá nhiều đã nhận tiền đi truyền đạm của anh Tôm chưa? Anh Tôm cho thằng mấy trăm đi truyền đạm đó. Có chưa? Đừng có xin tiền hết, xin tiền nói anh đợt này em làm quá sức cho em mấy trăm em đi truyền đạm với. Sơn ơi, Sơn mời ơi, lại sớm rồi, chuẩn bị 2 giờ chuẩn bị mà đi họp kìa. À làm thôi rồi mà đi họp. Công ty mình có 3 đứa phải đi họp. Sơn vinh dự ghế vậy. Sơn tốt thì thịnh đồ ghê. Vâng. Ok mọi người. Mình ấy nha mọi người. Ok mọi người. Cắn trứng mình 40 đá các bạn. Ok mọi người.
ok mọi người. Được cái quần què ít mà. Ok các bạn ơi, mình đập đá nó gần xong rồi. Cái viên đá này không đập được mà mình cứ dí đồ đập. Cho đồ bạn mình đã cầm iPhone 14 về rồi mọi người ơi. Đồ dí vậy chứ. Qua wow, tiếp theo nha mọi người. Ok mọi người. Giờ thì em ơi. Theo 10 photo theo 5 on nha mọi người. Có luôn. Có luôn. Có luôn mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Tới vườn 15 lần nha mọi người. Ok mọi người. Mình quốc đất 40 lần nữa các bạn. Mình tưới táo đấy mọi người, mình tưới táo đấy này. Hôm sau có nhiệm vụ, bởi vì mình thấy trong vườn mình không có một cái táo nữa nào nữa. À có mà đúng không? Có đầy. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok
Ok mọi người. Ok mọi người, mình qua rừng đó mọi người. Ui. Quất xong mẹ rồi. Ok mọi người. Mình qua rừng mọi người. Quan, ok. Qua rừng 10 gỗ 80 đá. Let's go mọi người. Tiếng gì ông nội? Ồ, ngày xưa. Mấy giờ ngay dưới anh đào liền mà treo cái thớt lên thì phí là biết rồi. Ồ liền quy hóa vào điện phóng kim phóng đô đó kinh. Biệt đào hữu đang ở cấp độ nào rồi. Ta là đào sinh xuất quan. Răng mà diễn viên hồi xưa xấu được anh xem phim Châu Tinh Ti ngày xưa mấy con đẹp dễ sợ. Yêu mắt xanh môi đỏ. Ok mọi người 80 đái mọi người. Trong vô tinh có hụt tinh đủ mà mấy ông học một tiết học mà mấy ông nói luôn. Tao nói 100 mà nắng mà đến khi ra về vẫn đi câu thang mà nhảy từ tầng 2 nhảy xuống nó muốn cười. Giang hai tay nhảy xuống. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người.
Ok mọi người. Ok mọi người. Quay về đây anh cầm tay, anh khóc trên đôi vai này. Hả? Cực, vì mà không biết Đoàn Chí Bình là ai. Đoàn Chí Bình phiên bản 2018 hay 2016 nhìn đáng ghét nữa. Mà để cho ông đâu dễ nhìn tờm. Tân Điêu Đại Hiệp, mấy chắc có đi. À, ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người mình à. Bán bớt đi nha mọi người, mình chặt 10 gỗ nữa được mọi người ạ. Sắp xong rồi mọi người ơi, mọi người ơi. Có tí nó bán lúa, bán gạo. Sáng tí nó sáng kéo cô Thinh mà đi họp kìa. Trương đi. Tốt nghe. Tí nó rủ ba đứa rủ nhau đi họp nghe. Ờ xí nữa sang bên kia. Đấy, nói chung là ba thằng bay rủ nhau mà đi á. Ok mọi người. Ok mọi người, ăn này ba vé cho mọi người. Rồi ok. Thì chắc thì mình cũng xin phép dừng video của mình tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những buổi livestream tiếp theo của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.